Tập 133, 134, 135 Chương 56 Tổng truyện Tập 133 Các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47 Kinh Đô, khu biệt thự gia đình Lâm Cố Trường Thanh lúc này bay ra từ bên trong và trực tiếp hướng tới hội trường hội nghị trung ương Hắn ta là ma quỷ gì vậy? Sao hắn ta không chết? Ở một góc khuất, người trong áo choàng đen vừa đến đây Nhìn về phía lưng Cố Trường Thanh, ánh mắt chầm ảo, hoàn toàn bối rối Chuyện này thật không hiểu nổi Hắn đứng ngơ ngác ở đấy sử dụng năng lực tinh thần để quét qua căn biệt thự đó, chết tiệt liệu có phải chúng không hề tiếp cận trong bán kính 2 mét liệu có phải cha con chúng không nhận nhau ánh mắt của người trong áo choàng đen trở nên u ám đến cực điểm mông lung trong suy nghĩ sau một lúc hắn lạnh lùng cầu nhau cô trường thanh là do ngươi khiến ta như vậy đừng trách ta bắt cóc con gái ngươi để ngươi phải đến cứu nó tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn chưa dám tấn công cô trường thanh vẫn chưa đi xa hơn nữa hắn bắt đầu ngồi bói toán sau một lúc khuôn mặt hắn trở nên khó coi làm sao lại như vậy bắt cóc con gái của hắn ta lại có nguy cơ mất mạng đến 90%, hắn mạnh đến vật sao? Thôi đi, ta sẽ chờ thêm chút, ta không tin rằng cha con người sẽ không nhận nhau mãi mãi. Nếu các ngươi không nhận ra nhau, khi ta giành lại siêu văn khải giáp của mình, ta sẽ thẳng tay mà giết ngươi. Nói xong, hắn lần tránh nhanh chóng. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể này, không chắc chắn có thể đánh bại Cố trưởng Thành. Nhưng nếu cho hắn giành lại siêu văn côn giáp bị phong ấn trong di tích, hắn sẽ có nhiều sức mạnh cùng cơ hội hơn. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Bạch Long, rầm, ở trên cao, hai bên đang chiến đấu dữ dội trong số các siêu văn tại trụ sở chính của tập đoàn Bạch Long chỉ có dưới 100 người. Với sự hiện diện của tiểu đoàn đoàn và Trương Hổ, chỉ còn là cuộc giết chóc một chiều. Không có một chút nghi ngờ nào, trong phòng họp chính phủ, tầng cao nhất, Cố Trường Thanh đã đến. "Ông chủ Cố, ông tới đây làm gì?" Khi những người siêu văn trực gác bên ngoài thấy Cố Trường Thanh đến, họ chào đón ông với khuôn mặt tôn kính như gặp thần tượng. Cố Trường Thanh gật đầu nhẹ nhàng, "Hãy dẫn tôi đến gặp trưởng ban Long Chiến Quốc và các vị khác." "Được, xin theo tôi." Vị siêu văn của chính phủ này không có ý kiến gì thêm, trực tiếp dẫn cố trường thanh vào phòng học cao nhất sau khi đến cửa siêu văn nhân này gõ cửa ba bộ trưởng ông chủ cố đã đến gì vậy mời ông vào tiếng kinh ngạc phát ra từ bên trong ông chủ cố có thể ký tên cho tôi được không siêu văn nhân này nhìn anh với sự ngưỡng mộ tôi không có bút tôi có anh ta đã chờ ngày này quá lâu vội lấy một cây bút và tờ giấy từ túi ra tập 134 các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47 Cố trường thanh gật đầu, nhận lấy bút và giấy, viết tên của mình nhanh chóng sau đó anh trả lại cho người kia và đẩy cửa vào trong cậu cố chào mừng chào mừng ba nguyên lão nhìn cố trường thanh đi vào đứng dậy và cười mỉm cố trường thanh nhẹ nhàng gật đầu tiến đến trước màn chiếu hình ảnh của tam giác quỷ nhìn vào thành phố công nghệ bên trong và nói nhẹ nhàng các ông cảm thấy thành phố này như thế nào cậu cố hãy ngồi trước đã vương nhiệm rời khỏi vị trí của mình và vẫy tay mời ở đây có ba chiếc ghế cố trường thanh cũng không khách khí cậu có đủ tư cách ngồi ở đây ngồi xuống cậu thắp một điếu thuốc cho mình và nhìn vào hình ảnh chiếu Nói nhẹ nhàng, nếu chúng ta có thể tấn công thành phố công nghệ này, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng công nghệ và tiến hóa chưa từng có, ngay cả những người bình thường cũng có thể thức tỉnh một hình xăm. Nghe Cố Trường Thanh nói như vậy, ba người kia kinh ngạc đáp, gì cơ? Người bình thường cũng có thể? Sau khi thiên địa biến đổi, việc khắc hình xăm không còn hiệu quả nữa chứ? Nguyên lý gì? Tôi chưa rõ lắm, nhưng khi chúng ta chiếm được thành phố này, các ông sẽ biết thôi. Cố Trường Thanh hút một hơi thuốc sâu và nói nhẹ nhàng, ở kiếp trước, cậu chỉ là một người bình thường ở tầng dưới, chưa từng chạm vào bí mật như vậy cậu chỉ biết rằng trong kiếp trước các siêu văn trên toàn thế giới liên kết lại cùng đánh chiếm gặp thiệt hại nghiêm trọng mới chiếm được khoảng 1 phần ba của thành phố công nghệ này nhưng ngay cả vậy cũng đã đẩy các quốc gia vào một giai đoạn cách mạng công nghệ và tiến hóa nhiều người giàu có đã thức tỉnh hình xăm nhờ điều đó còn nhiều điều cậu không biết nữa nếu người bình thường cũng có thể thức tỉnh hình xăm sẽ là một sự đột phá của loài người ba người kia toát lên ánh sáng đam mê trên khuôn mặt tập 135 các bạn đang nghe chuyện tại anime.review47 cố trường thanh im lặng hút thuốc và nhìn các đội quân robot tuần tra trong thành phố công nghệ cùng với tòa nhà trung tâm được là đầu não và vòng sao bao quanh tòa nhà trung tâm này chắc chắn nó phải ẩn chứa điều không bình thường trong kiếp trước cậu chưa từng nghe nói có ai trong số các siêu văn nhân có thể tấn công thành phố công nghệ này một cách triệt để cố trường thanh hiện đang có ý đồ lớn để chiếm thành phố này làm thành phố riêng của quỷ hội sau một chốc khi thấy cậu im lặng hoàng mạnh quốc nói nhỏ xếp cố cậu nghĩ chúng ta nên làm gì cứ nói thẳng đi đúng chúng tôi sẽ tuân theo chỉ dẫn của anh phạm bộ trưởng và long chiến quốc đồng ý ngón tay dài của cố trường thanh vỗ nhẹ trên bàn sau đó tắt đi điếu thuốc trong tay và nói muốn chiếm thành phố này sẽ phải có một trận đánh gai cấn và nếu không thể kiểm soát nó trong hai tháng lúc đó nó sẽ rời khỏi hành tinh này trong kiếp trước cậu nghe nói rằng thành phố công nghệ này rời khỏi sau hai tháng chỉ có hai tháng cậu chỉ có thể đưa một số hình xăm lên cấp 8 là nhiều nhất đối với cậu sự tăng cường sức mạnh như vậy là không lớn lắm lên cấp càng cao việc tiến cấp càng khó khăn sau khi nghe điều đó vương nhiệm nhíu mày và nói nó sẽ rời khỏi sao vậy thì dù trận đánh có khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải đánh Cô trường Thanh gật đầu tôi cũng nghĩ như vậy hãy tập hợp tất cả các thành viên của chúng ta và đi đánh có thể sẽ có mất mát nhưng nếu chúng ta có thể chiếm được thành phố này lợi ích đạt được sẽ lớn hơn long chiến quốc không do dự đáp đúng tôi sẽ liên hệ với tất cả những người thuần thú sư gấu trúc để họ tập trung tại tam giác quỷ sau khi nói xong anh ta nhanh chóng rời đi cho tôi một chén trà đi cố trường thanh tựa vào ghế ánh mắt vẫn dừng lại trên thành phố trong hình chiếu dường như muốn tìm ra điểm yếu nào đó phạm bộ tưởng ngay lập tức pha cho anh ta một tách trà sau một chốc anh ta mang đến nước trà cố trường thanh nâng tách trà lên uống một ngụm nhẹ và nói vậy là ông vương và ông long chiến quốc đã quyết định sẽ đánh rồi phải không đúng vậy chúng tôi nhất trí cả bộ trưởng vương bộ trưởng hoàng bộ trưởng long đều đồng lòng gật đầu đồng thanh nói vậy thì ta sẽ chiến có thành viên nào trong tổ chức long vương của các ông đã tiến hóa sau cấp 7 không bộ trưởng hoàng nhíu mày nhẹ chỉ có một số ít đã tiến hóa vậy thì tốt quá tự tiếc cố trưởng thanh lắc đầu chỉ có 20 người đã tiến hóa hoàng mộng quốc cay cú nói a đúng rồi cậu cố khi nào thành phố công nghệ này mới mở cửa cậu có biết không sau hai ngày nữa hãy triệu tập những người nhiệt tình trước không cần đến sớm lắm cố trưởng thanh đứng dậy nói vì các ông đã quyết định tấn công tôi sẽ về chuẩn bị trước được chúng tôi sẽ đưa cậu đi cả hai người gật đầu đưa cố trưởng thanh ra khỏi tòa nhà chính chỉ khi nhìn thấy lưng anh biến mất trong tầm nhìn họ mới quay về